sức khỏe Việt ta xem ảnh về khu vực ẩm thực của nổi tiếng tại quận Bảo và đường Đầu Chiểu. Giờ này thì chưa đông quý vị, tầm khoảng chừng 7 đến 8 giờ đi quý vị, đâu có quý vị. Đây có những quán ở Hải Hòa, tiệm bánh mì không tên luôn nằm ở khu vực này quý vị. Những cái quán mà Sinh Tố rất là nổi tiếng tại khu vực ở đường Đầu Chiểu này. Bánh mì thì có tên này. Đây quý vị, đoạn này ngắn đấy quý vị, cái đoạn qua Đầu Chiểu này chưa đầy 500m, nhưng mà buổi tối rất là đông, từ 7 giờ đến 8 giờ tối thì đông lắm. Rồi quý vị ta đi ngang đây khoảng 6 giờ thì chưa đông lắm, bắt đầu nó mới mở đèn lên. Đây ngay góc đường bên tay phải quý vị là có cái khách đã đứng chờ bánh mì không tên này, mì lâu đời tại nơi Vũng Tàu này. Và sẽ đi qua một đường Trưng Cát Trương Nhĩ vậy. Ở đây đường Trưng Cát Trương Nhĩ thì ngắn hai vị, đường hai bên và giáp với lại công viên bãi trước thành phố Vũng Tàu. Hẹn gặp lại quý vị những video tiếp theo. Thì quán bánh mì không tên về xếp hàng nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều.